Bố. Bố. Alo mẹ ạ. Tắt máy nhanh thế. Mẹ tưởng con đang ngủ phải gọi mãi mới dậy cơ. Hay con lại gặp ác mộng à? Vâng ạ. Cứ đến ngày giỗ bố là con lại như thế này. Ôi chết rồi. Con quên mất. Hôm nay con lại quên nghỉ phép rồi. Từ từ đã. Đừng xin nghỉ. Mẹ gọi để báo con. Tối qua mẹ phải đi công tác đột xuất. Mấy ngày nữa mẹ mới về. Hôm qua mẹ thắp hương cho bố con xong xuôi rồi. Nên là hôm nay con không cần phải về đâu. Nhưng mà... Mọi năm cứ đến ngày này là tâm trạng con lại bất ổn. Tốt nhất ấy là nay cứ đi làm bình thường. Rồi gặp gỡ nói chuyện với đồng nghiệp. Đừng nghĩ ngợi gì con nhé. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Con cúp máy đây ạ. Mới này, đóng Bad Boy đấy. Vậy à? Ồ, vậy à thôi á? Hay là chưa nghe rõ? Chị đang nhắc đến Lee Min Ho của em đấy. Chồng của em đấy. Em nghe rõ mà. Lại nhở? Bình thường mình mà nhắc đến Lee Min Ho của nó, có mà nó nhảy cẫng lên đấy chứ. Tôi đã xem bản thiết kế của cô rồi. Lần này khá tốt đấy. Chỉ cần sửa đi một số chi tiết nhỏ là được. Tháng vừa rồi cô tăng ca nhiều rồi. Cho nên hôm nay tôi cho cô về sớm đấy. Dạ vâng, cảm ơn sếp ạ. Cô có vẻ không hài lòng điều gì à? Dạ không, con rất hài lòng ạ. Ốm đầu vẫn bình thường mà. Hoàng Anh này, hôm nay bị làm sao thế? Nói chị đi, đừng có làm chị sợ được không? Không làm sao đâu ạ. Chẳng qua là em cảm thấy khó chịu trong người một chút thôi. Hơi mệt mỏi một tí. Thế hôm nay em về sớm đi, nghỉ ngơi. Xong ngày mai nhá, trả lại Lan Anh bình thường như mọi khi với chị nhá. Lan Anh, tối nay em đã đi ăn với ai chưa? Hay là mình đi ăn với nhau đi, tìm một quán nào ngon ngon nhé. Hôm nay tôi không có tâm trạng. Với lại, tại sao anh phải đứng đây chờ tôi? Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng luôn đi. Hôm nay anh thấy em hơi buồn, cho nên anh muốn mời em đi ăn để giúp em giải tỏa tâm trạng. Gặp lại người yêu cũ, rồi đi ăn với họ là có thể giải tỏa được tâm trạng à? Anh Cao này, tôi mong anh là từ nay về sau, anh hãy coi tôi là đồng nghiệp cho công ty thôi. Ngoài công việc ra, tôi sẽ không nói bất cứ chuyện gì liên quan đến anh nữa. Chào anh. Hòn à, em với giám đốc Nam là như thế nào đây? Anh hỏi là gì? Em không thắc mắc là tại vì sao anh lại về đây và đúng bộ phận của em à? Tại sao tôi phải thắc mắc? Anh về đây là vì em. Anh rất muốn gặp em đấy. Thì tôi hỏi anh một lần thôi nhá. Là anh coi tôi là cái gì? Là đứa con gái dễ dàng quen thì quen, mà bỏ thì bỏ à? Anh nghĩ tôi là loại con gái dễ dàng như vậy à? Có thể em không tin, nhưng từ khi chia tay em, ngày nào anh lôi ảnh của em ra ngắm, chưa một giây phút nào là anh quên em cả. Anh đừng có mà nói chuyện được cười như vậy nữa đi. Ngày trước tôi cầu xin anh, tôi muốn anh ở lại với tôi. Nhưng mà anh thì sao? Anh bỏ đi. Đến bây giờ thì anh có tư cách gì mà đòi tôi yêu anh? Anh xin lỗi. Nhưng những lời anh nói thật sự là từ tấm lòng của anh. Anh chưa bao giờ muốn nói dối em cả. Nếu bây giờ có một cơ hội,
Xin em, hãy cho anh làm lại. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu. Tôi và anh bây giờ khác rồi. Anh ấy, anh ngày xưa và bây giờ cũng chẳng khác mấy nhỉ. Vẫn cao ngạo, vẫn bỉ ổi, vẫn xấu xa như vậy. Anh xin anh đấy, anh nghỉ việc ở công ty đó đi. Em không thể nào mà chấp nhận được ngày nào cô ấy cũng bám riết lấy anh như vậy. Lan Anh, em làm sao thế? Anh đã nói với em rồi mà, mọi chuyện không giống như em đang nghĩ đâu. Anh đã nói với em nhiều lần rồi. Cô ấy có khi còn phải cảm ơn rất là nhiều lần nữa. Bởi vì sao? Nhờ có cô ấy anh mới có cơ hội được tham gia buổi hội thảo lớn như thế chứ. Nhưng mà anh thật sự không hiểu gì à? Từ hồi đại học, cô ấy lúc nào cũng ghét cay ghét đắng em rồi. Tất cả mọi người đều biết, thế tại sao anh không biết? Em đúng là điên thật rồi. Anh khuyên em, tốt nhất là em nên câm miệng lại đi. Anh đang đau đầu lắm rồi đấy. Anh... Anh Anh. Này. À, sếp đây ạ. Sếp tao làm rồi ạ. Sao lại ở đây? Không vào nhà đi. Em không nhớ em để chìa khóa nhà ở đâu nữa. Hả? Chắc là sếp cũng biết thừa em bị não cá vàng rồi mà. Sao cô không thử quay lại công ty tìm xem? Em mất ví tiền rồi. Chắc là để quên trên taxi. Còn điện thoại thì hết pin luôn. Cô... Ừ. Nhưng mà sếp không cần phải lo. Ngày mai em sẽ đi làm đúng giờ. Bây giờ sếp cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Không cần phải lo đâu. Thôi, đi. Ôi, cái gì? Ôi. Đi sang nhà tôi. Đi sang nhà tôi. Tôi cho cô ngủ nhau một đêm. Đi. Cô uống nước đi. Dạ vâng, cảm ơn sếp ạ. Lan Anh này, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô. Nhưng mà cô có thể trả lời cũng được. Hoặc là nếu không muốn thì có thể không trả lời. Sếp cứ hỏi đi ạ. Tôi không hiểu vì sao hôm nay cô gặp vấn đề gì mà từ sáng đến giờ lúc ở công ty tôi thấy cô khác lạ lắm, không giống như mọi ngày. Hôm nay là ngày giỗ của bố em. Bình thường hàng năm đến ngày giỗ của bố là em sẽ xin nghỉ làm. Nhưng mà năm nay em vẫn tiếp tục đi làm, cho nên chắc là sếp cảm thấy lạ lắm đúng không? Ờ, cũng không quen lắm. Chắc là sếp vẫn còn nhớ. Có một lần em nói với sếp là em có một khả năng có thể nhìn thấy tương lai của một người nào đó khi mà em trao nụ hôn cho họ. Chắc là cô đùa tôi thế nào ấy chứ. Không phải em đùa đâu. Bố em đã mất khi mà em vừa mới lên 8 tuổi. Lúc đó bố có bảo là sẽ đi mua kem cho em. Bố bảo với em là con cứ đứng ở bên ngoài đi, bố vào trong mua một lát rồi bố sẽ ra. Trước khi bố đi thì em có hôn bố một cái. Xong rồi một cảnh tượng kinh hoàng nó xảy đến. Nó xuất hiện trong đầu của em luôn. Lúc đó em đã ra sức ngăn cản bố, bảo bố là đừng có đi. Mà nếu như có đi thì hãy để cho em theo với. Nhưng mà thật sự là bố không chịu. Và rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Ngay lúc đó thôi, cái cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trong đầu của em, nó đã xuất hiện ngay trước mặt của em. Một chiếc xe phóng nhanh, hình như là nó bị mất phanh ạ. Nó đâm thẳng vào bố. Khiến cho bố em ngã xuống. Còn cái kem thì vương vãi khắp ra đường. Thật sự là
đến bây giờ khi mà nhắc lại, em nghĩ cái khả năng vớ vẩn của em nó quá là tai hại. Có phải là trong đầu của em nghĩ ra những cái thứ gì đó vớ vẩn thì nó nhất định sẽ xuất hiện không? Không phải. Cô đừng tự suy diễn rồi lại dằn vặt bản thân mình như thế. Không phải đâu. Tất cả những điều mà em suy nghĩ trong đầu, nó đều là những điều xúi quẩy và đen đủi. Không có một điều nào tốt đẹp cả. Không phải như vậy. Cô nói là chúng ta sẽ yêu nhau, thế chẳng phải đó là điều xúi quẩy à? Vâng. Cô không phải. Đấy là trước kia em nghĩ là nó xúi quẩy thôi. Còn bây giờ thì em thấy nó bình thường. Sếp cũng cảm thấy quá lo lắng như vậy. Nhưng mà dù cô có nghĩ nó như thế nào đi nữa thì đối với tôi đó cũng là điều tốt đẹp nhất. Sao cơ ạ? Thì ý của sếp là... À thôi, tôi đi tắm đây. Cô đi vào trong phòng tôi mà ngủ. Tôi ngủ sofa cũng được. Thế nhá. Đã bảo là vào trong phòng mà ngủ, chẳng nghe gì cả. Đã 2 năm rồi, tôi thích em. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng giống như lời hứa của tôi hứa với em 20 năm về trước, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. Đừng đi. Bố. Bố đừng đi. Tôi sẽ không đi đâu hết. Mình đang ở đâu đây? Ôi, đây là phòng ngủ của giám đốc mà. Ủa? Mình nhớ đêm qua mình ngủ ở sofa mà nhở? Cô tỉnh rồi à? Tôi vào nhá. Giám đốc ạ. Này, sao cô cứ nhìn chằm chằm tôi thế? Dạ, không có gì ạ. Má nó, sáng dậy còn ngu ngu kiểu gì ấy, tự nhiên lại thấy sếp đẹp trai thế nhở? À, mà đấy sếp ơi, rõ ràng hôm qua em nằm ở cái sofa mà. Thế tại sao em đã nằm trên giường của sếp rồi ạ? Tôi bế cô lên giường đấy. Cái gì ạ? Đừng có nghĩ bậy, tôi không động vào một sợi tóc của cô đâu. Em làm gì có ý đó ạ? Tôi chỉ di chuyển cô từ chỗ này sang chỗ khác với một suy nghĩ rất trong sáng thôi, đừng có lo. Em hiểu rồi ạ. Ôi chắc là điên mất thôi. Tướng ngủ của mình đúng là chó chê mèo mửa. Không biết đêm qua có ngáy không nữa. Này, trông cô có vẻ thoải mái nhỉ? Dạ. Cô định đi làm vào lúc 5 giờ chiều à? Ôi tôi chết rồi, muộn giờ làm rồi ạ. À? Ui, con điện thoại của em cũng chưa sao. Ui, còn cả ví tiền nữa. Thôi, tôi đã gọi điện xin nghỉ cho cô nửa ngày rồi. Bây giờ ấy, cô phải xử lý một khóa nhà đi rồi hãng đi làm. Điện thoại của cô tôi đã sạc rồi. Nhưng mà không được đâu ạ,
em phải lên công ty để có thể gửi bản hợp đồng nữa. Thế thôi được rồi, cô đi rửa mặt trước đi ạ. Dạ. Thế cô định đến công ty với cái bộ mặt này à? Ơ nhưng mà sếp ơi. Sao? Nếu như mà em đi làm mà vẫn mặc y nguyên bộ quần áo này thì không được hay cho lắm. Em sợ là mọi người lại nghĩ em qua đêm với người nào đó. Nói cái gì vậy? Sếp cũng biết rồi mà. Nhân viên trong công ty mình toàn những người nhiều chuyện thôi. Thế giờ tôi phải làm sao? Hay là sếp cho em mặc áo của sếp đi. Tôi làm gì có đồ của phụ nữ đâu, tôi ở một mình mà. Thì cho em mượn đồ cũ của người yêu cũ của sếp cũng được. Trông tôi giống là người có người yêu cũ lắm à? Trời ơi, em dễ tính lắm. Em mặc gì cũng được. Hay là bây giờ sếp cho em mượn tạm một chiếc áo sơ mi của sếp đi ạ? Để phát điên với cô mất thôi. Này, Lan Anh, em có bạn trai rồi đúng không? Bạn trai gì ạ? Thì đó, áo em đang mặc này là của bạn trai chứ còn gì nữa. Đấy, chị cũng nghĩ về việc này cả buổi sáng nay luôn. Cái áo này... rõ ràng là của đàn ông nhá. Đâu, làm gì có. Cái áo này là của em mà. Kỳ ấy. Úi dồi ôi, nó còn cả mùi nước hoa đàn ông nữa. Các chị nhầm rồi đấy. Đây là mùi nước xả vải mới của em đấy. Thôi, nói thật ra đi, em đừng có nói dối tụi chị nữa. Làm gì có ạ, đây là áo của em thật mà. Thôi, đừng nói dối tụi chị nữa. Các chị làm sao thế nhở? Các bảo đây là áo của em thật. Là này nhá, chị quá là thất vọng về em luôn ý. Chị cứ tưởng là trong cuộc sống này, chuyện gì em cũng nói với chị. Nhưng mà không ngờ, sao nó chính đau lòng. Ôi chị ơi, em đã bảo đây là áo của em mà, chị sao đấy? Hình như hôm nay cô Lan Anh mặc áo của bạn trai thật đấy. Giám đốc. Ồ, hôm nay giám đốc biết đùa kìa. Chiều nay cô sẽ đi cùng tôi đến buổi thuyết trình dự án KS nhé. Dạ vâng. Cô chuẩn bị đến đâu rồi? Chắc là cũng tạm ổn rồi. Chắc là? Em đùa thôi. Em chuẩn bị hoàn hảo hết rồi. Vậy thì tốt. Chiều nay chúng ta sẽ đến đó sớm đấy. Cho nên tôi đã mua sẵn hộp cơm ở kia. Cô ăn đi. Wow, không ngờ sếp lại là người chu đáo như vậy luôn ấy. Có mỗi một hộp cơm mà cô đã vui vẻ như vậy rồi. Được, buổi thuyết trình này mà thành công, tôi sẽ thưởng cô một bữa tiệc lớn. Thế thì em nhất định sẽ phải ăn cơm của sếp rồi. Được. Tại sao dạo này sếp cứ cư xử kỳ cục vậy trời? Không nhớ lần cuối bị chửi là khi nào luôn ý. Trên miệng có dính cái gì ấy? Cái gì vậy? Mình vừa thấy cái gì thế này? Anh Anh, có sao thế? Có chuyện gì vậy? Xin lỗi, tôi ra nghe điện thoại một chút. Alo. Anh Anh, vừa có thông báo cuộc họp đẩy lên sớm, chúng ta đi thôi. Dạ vâng ạ, cho em về phòng chuẩn bị một chút đã.
Này, Lan Anh, em có chuyện gì à? Chị Tú Linh này, giả sử bây giờ nếu như có một chuyện chị không thể nào mà thay đổi được, nhưng mà chị vẫn muốn thay đổi bằng tất cả mọi giá, thì chị sẽ làm gì? Chị sẽ làm bằng mọi giá thôi. Phương châm của chị là đằng nào thì cũng thất vọng, thế nên là cứ thử thôi. Chị nói đúng, không thử thì làm sao mà biết được. Em nhất định phải thử. Lan Anh, cô chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. Em xong rồi ạ. Tôi chết. Tôi quên mất chìa khóa ô tô ở trên phòng rồi. Cô đi lấy giúp tôi với. Dạ vâng. Nhưng mà sẽ phải hứa với em là tuyệt đối phải đứng yên ở đây, không được đi đâu cả. Cô nói gì lạ vậy? Sếp hứa đi. Được rồi, thôi cô đi lên lấy nhanh đi, không muộn giờ họp bây giờ. Vâng. Lan Anh, em đi đâu mà vội thế? Kìa Lan Anh ơi, em giơ đồ này. Anh Nam! Lan Anh! Lan Anh! Tỉnh lại đi Lan Anh! Để tôi đưa cô đi bệnh viện. Để Lan Anh cho tôi. Anh tránh ra. Cô ấy bị như này là vì ai? Tôi bảo anh tránh ra. Tôi nói anh nghe, dự án này rất là quan trọng đối với công ty. Chính anh cũng biết điều đấy mà. Vì dự án lần này mà anh đã khiến cho Lan Anh phải lao lực đến như nào, anh là người hiểu rõ nhất. Nếu anh cảm thấy có lỗi, tôi nghĩ anh nên quay về công ty và hoàn thành tốt dự án này đi. Nghe tôi, để tôi lo cho Lan Anh. Được. Lan Anh, em tỉnh rồi à? Đây là... Đây là bệnh viện. Nào, em vừa mới tỉnh rồi. Dậy từ từ thôi. Đáng lẽ là em nên nằm nghỉ, không nên dậy như thế đâu. Anh hỏi này, em có nhớ chuyện gì không? Bác sĩ đã chụp x-quang cho em rồi. Em chỉ bị gãy tay thôi. Lúc đấy em ngất đi, có thể là do bị sốc, nên không cần phải lo lắng nhiều đâu nha. Đúng rồi. Giám đốc Vinam, anh ấy bị làm sao không? Điều đấy quan trọng với em đến như thế à? Anh nhìn lại em xem. Mày làm tai nạn chỉ bị gãy tay như này thôi đấy. Em thì không thể hiểu được tại sao lúc đấy mẹ làm đến hắn như thế. Anh đừng có mà nói nữa, tôi đau đầu lắm. Nếu như lúc đó ấy, tôi mà không chạy đến ngay thì chắc chắn Vinam sẽ bị nghiêm trọng hơn tôi rồi. Dù hắn có thể bị thương, nhưng em sẽ không phải nằm đây như thế này. Anh nói cho em biết, em đối với anh rất là quan trọng. Em biết cái quãng đường mà anh đưa em đến bệnh viện, anh đã lo lắng cho em đến như thế nào không hả? Anh quên mất những gì tôi nói với anh rồi à? Anh có biết bây giờ tôi nhìn thấy anh tôi cảm thấy thế nào không? Tôi cảm thấy rất là khó chịu. Tôi đã bảo với anh rồi mà. Tôi cầu xin anh, từ giờ trở đi, anh hãy coi tôi như một người đồng nghiệp bình thường thôi. Tôi cảm ơn anh, bởi vì anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Mà tôi xin anh đấy, đừng có làm điều gì vượt quá giới hạn nữa. Tại sao em có thể lạnh nhạt với anh như thế?
Em có biết là lúc em đang nằm ở đây, anh nhìn em đến mức như muốn sụp đổ. Tại sao không hiểu một chút nào cho cảm xúc của anh về hả Lan Anh? Anh có hiểu cho cảm xúc của tôi không? Khi mà anh bỏ tôi đi, tôi đã phải trải qua cái cảm giác đó một mình. Tôi cảm ơn anh bởi vì anh đã đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng mà bây giờ trong tôi ý, anh chỉ là... Chưa từng còn thấy anh ta khóc, kể cả lúc mẹ qua đời thì cũng vậy mà. Bây giờ anh ta đang khóc vì mình luôn. Anh. Ôi dồi ôi, Lan Anh, em làm sao đây? Xảy ra nông nỗi này. Chị bình tĩnh nào, em rất khỏe mà. Chị ngồi với cả Lan Anh đi. Tôi ra làm thủ tục xuất viện cho cô ấy. Anh Cao, Lan Anh sao rồi? Lan Anh không sao, chỉ bị gãy tay thôi, nhưng không cần phải nằm ở viện, một lát nữa có thể về rồi. May quá, vậy thì tôi sẽ ở lại chăm sóc Lan Anh, anh có thể về được rồi. Không cần đâu, anh đi về lo việc công ty đi, tôi đợi em khám xong một lần nữa rồi đưa em ấy về. Không sao, tôi lo việc được, tôi sẽ đưa Lan Anh về, dù gì cũng cùng đường mà. Tôi là người đưa Lan Anh đến, cho nên tôi sẽ là người đưa Lan Anh về. Anh cứ về lo việc công ty đi. Tôi không thích nói đi nói lại nhiều lần. Tôi bảo là Lan Anh tôi sẽ chăm sóc, còn anh đi về được rồi. Tôi nghĩ anh mới là người cần phải đi về đấy. Anh đừng quên lý do vì sao Lan Anh phải nằm ở đây. Tôi biết, và đó là lý do vì sao tôi phải tự mình chăm sóc cô ấy. Anh cũng chỉ là bạn trai cũ của cô ấy mà thôi. Anh nên biết vị trí của mình ở đâu. Đừng làm phiền cô ấy nữa. Nếu mà đã như thế, sao mình không hỏi thử Lan Anh xem, xem cô ấy muốn ai đưa về. Ừ? Được thôi. Có hỏi thôi mà. Ơ, sếp. Ôi, sếp, anh làm sao không? Có bị chấn thương ở đâu không? À, tôi không sao. À, nhưng mà cô có bị nặng lắm không? Dạ không ạ. Em nhìn thấy sếp khỏe nhăn răng thế này là em vui lắm luôn ấy. À, thế thì may quá rồi. Thôi, tôi thấy là sức khỏe của cô chưa khỏe hẳn đâu. Tôi đã xin nghỉ cho cô mấy ngày rồi. Thôi, để tôi đưa cô về nhá. Lan Anh ơi, để anh đưa em về nhá. À, dạ thôi, em sẽ đi về cùng với chị Tú Linh. À, nhưng mà nhà cô ở gần nhà tôi, tôi đưa cô về sẽ tiện hơn chứ. Tôi nghĩ là cậu nên về lo việc công ty đi. Lan Anh cứ để tôi đưa về. Thôi được rồi, Lan Anh để tôi đưa về. Tôi đã gọi taxi rồi, hai người cứ về đi. Em về với chị Tú Linh đây. Sếp phải cẩn thận nhá. Tôi về trước đây.